Vào ngày 10 tháng 6 năm 1793, Napoleon khởi hành tới Pháp cùng mẹ, ba em trai và ba em gái. Một gia đình tị nạn ra đi mang theo tất cả tài sản của mình. Chàng thanh niên 24 tuổi, vĩnh viễn bị trục xuất khỏi quê hương. Bonaparte quay lại Pháp giữa lúc nước này đang trong cuộc nội chiến. Nhà vua đã bị chém đầu. Nữ hoàng và hàng nghìn người khác cũng chịu chung số phận. Liên tiếp những cuộc nổi dậy nổ ra khắp mọi nơi, từ thành thị đến vùng quê. Maximilien Robespierre lên nắm quyền. Nhà lãnh đạo hà khắc đã bãi bỏ hiến pháp, chấp nhận cúi đầu để cứu nền Cộng hòa khỏi kẻ thù bằng mọi giá. Cuộc cách mạng đã trở thành cuộc tàn sát đẫm máu. Bị giằng xé bởi cuộc nội chiến, Pháp cũng phải đối mặt với nguy cơ chiến tranh từ hầu hết các nước châu Âu như Áo, Tây Ban Nha, Phổ và Vương quốc Anh điên cuồng tàn phá nền Cộng hòa mới của Pháp. Trong khi những nhà chính trị cấp tiến Pháp hứa sẽ giúp tất cả mọi người đứng lên chống lại những kẻ thống trị. Được phục chức đại úy pháo binh trong quân đội Pháp, Bonaparte nhận lệnh tới Toulon, một thành phố với dân số 28.000 người ở bờ biển phía nam nổi dậy chống lại chính phủ Cộng hòa, thông cảng cho phép quân đội Anh vào. Hạm đội Anh đóng quân từ khu vực bến cảng. Chàng thanh niên Napoleon 24 tuổi nghĩ rằng anh ta biết cách đẩy lùi quân đội Anh. Napoleon lập luận rằng nếu binh lính của ông có thể chiếm giữ những điểm trọng yếu xung quanh bến cảng, họ có thể bắn phá các hạm đội, đẩy lùi chúng và chiếm được thành phố. Đó là một kế hoạch đơn giản, nhưng không vị tướng nào nghe anh ta. Các vị tướng ở Toulon hoàn toàn thiếu tự tin và lo sợ. Cuối cùng, có một vị tướng đã mạnh dạn lắng nghe kế hoạch của Bonaparte. Đó sẽ là cơ hội tuyệt vời đầu tiên của Napoleon. Do nhiều tướng thuộc giới quý tộc phải đào thoát ra nước ngoài, giờ trong quân đội thiếu nhiều vị trí quan trọng và đó sẽ là cơ hội thăng tiến vượt cấp cho những binh lính có thể chứng tỏ được bản lĩnh trên chiến trường. Napoleon đã chiến đấu dũng cảm, dẫn đầu cuộc đột kích lên những điểm cao trọng yếu và bị một vết thương từ lưỡi lê của kẻ thù. Trong trận chiến, 10 chiếc tàu đã nổ tung và cháy rụi. Quân Anh rút lui. Toulon được chiếm lại và Napoleon được phong chức. Chỉ trong vòng 3 tháng, từ một viên đại úy pháo binh, anh đã được phong hàm chuẩn tướng. Đảng Cộng hòa tiếp tục chiến đấu bảo vệ chính phủ của mình, vừa chiến đấu với quân xâm lược, vừa phải ổn định xã hội loạn lạc trong nước. Vào mùa hè năm 1794, chính phủ của Robespierre sụp đổ. Giờ đến phe những người đem lại đe dọa chính trị phải rơi đầu. Trong đó có Robespierre. Mùa xuân năm 1795, Napoleon về Paris. Giờ tuy đã được phong hàm trung tướng, ông vẫn tham vọng thăng tiến cao hơn nữa. Chính phủ Pháp chỉ mới thành lập, vẫn còn đó máy chém, những cuộc bạo loạn trên đường phố và cả nguy cơ chiến tranh kề cận. Napoleon dường như đã đi tới bước đường cùng. Ông khát khao được thăng tiến, nhưng không lọt vào tầm mắt của ai cả. Nếu điều này tiếp diễn, ông viết gửi em trai, anh rồi cũng sẽ lao thẳng vào một cỗ xe ngựa mà chết mất.
Và rồi bạo động chính trị một lần nữa mang đến cơ hội cho ông. Ngày 5 tháng 10 năm 1795, đám đông dân chúng Paris tràn ra các đường phố, sát cánh cùng lực lượng phòng vệ quốc gia nhằm mục đích khôi phục nền phong kiến. Cuộc đảo chính đe dọa từ tận gốc rễ của chế độ Cộng hòa. Chính phủ triệu Napoleon đến để đẩy lùi cuộc tấn công. Lúc đó không có nhiều lựa chọn. Khi cuộc bạo động diễn ra thì ở Paris không có một tướng giỏi nào. Vị tướng trẻ Napoleon, biểu tượng của lòng dũng cảm, đã đứng lên. Napoleon không phải một người lòng vòng quanh co. Ông sẽ sử dụng triệt để mọi vũ khí của mình. Trong quá khứ, chưa từng ai dám dùng đại bác bắn vào đoàn biểu tình Paris như vậy. Trước khi ra lệnh bắn, ông chờ tới khi nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt họ. Gần như chỉ sau một loạt đạn, mọi thứ đã im ắng. Quân thù tấn công bọn anh, Bonaparte viết cho em trai. Và anh đã giết hết bọn chúng. Giờ mọi thứ đều yên bình trở lại. Anh không thể nào vui hơn được nữa. Ba tuần sau đó, ông được lên chức đại tướng, tổng chỉ huy quân đội của nước Pháp. Lúc đó ông mới 26 tuổi. Phần 2. Điều khiển vận may. Napoleon giờ đã là người có danh tiếng. Ông ngồi trên những chiếc xe ngựa thượng hạng đi khắp Paris, diện những bộ quần áo quý phái. Vị tướng quân trẻ tuổi này vẫn chưa có một ý trung nhân. Ông đã yêu một người. Tên của cô là Marie Joseph Rose Bohonnais. Mọi người gọi cô là Rose, nhưng Napoleon gọi thân mật là Josephine. Cô là người xuất thân từ tầng lớp quý tộc ở đảo Martinique, thuộc địa của Pháp. Một quả phụ 32 tuổi, có hai con nhỏ, chìm trong nợ nần và cố một mình kiếm sống ở Paris. Người chồng đầu tiên của cô bị xử chém khi cách mạng Pháp bùng nổ. Josephine cũng có nhiều mối tình với những chính khách đã giúp đỡ cô. Và cô được biết đến như có nhiều mối tình nữa với các quý ông trong xã hội Pháp. Lúc này trong chính phủ mới, người nắm quyền lực cao nhất là Paul Paras. Josephine là tình nhân của ông ta và là người phụ nữ có tầm ảnh hưởng với những cửa hàng xa hoa nhất Paris. Napoleon gặp cô trong bối cảnh một xã hội tranh giành quyền lực. Josephine ở vị trí trung tâm của xã hội, có tất cả các mối quan hệ. Cô thuộc kiểu người có thể có lợi cho Napoleon. Vì vậy, ông càng điên cuồng say đắm cô ta. Vào ngày 9 tháng 3 năm 1796, Napoleon Bonaparte và Josephine de Beauharnais kết hôn. Quà cưới của Napoleon dành cho cô là một chiếc vòng cổ dát vàng. Trên đó có một dòng chữ nổi: To destiny, định mệnh.
Kỳ trăng mật kéo dài vòn vẹn 2 ngày. Napoleon sau đó được cử đến vùng núi Alper trong lãnh thổ Ý. Người tình cũ của Josephine là Paul Paras đã giúp Napoleon được tiến cử làm chỉ huy tối cao của quân Pháp đóng tại Ý. Napoleon có sứ mệnh giao chiến với đế chế Áo và đồng minh là nước Ý. Ông chưa từng lãnh đạo toàn quân bao giờ, vẫn còn trẻ và chưa được thử lửa, nên không ai kỳ vọng gì vào ông cả. Nhất là những vị tướng trên quyền Napoleon. Quân đội Napoleon lúc đó không đủ điều kiện để chiến đấu. 2 năm dưới chân dãy Alper, dưới trướng của những vị tướng tầm thường, binh lính không tiến bộ được gì. Ngày 2 tháng 4 năm 1796, Napoleon thống lĩnh toàn quân ra trận, hoàn toàn bất lợi so với đối phương về quân số. 38.000 quân Pháp so với tổng 38.000 quân Áo và 25.000 quân đồng minh. Một đạo quân thần tốc, Napoleon dẫn quân vượt quãng đường 48 km một ngày. Còn quân Piemont chỉ lê lết được 10 đến 11 km trong ngày. Napoleon nói không có điều gì là lý thuyết suông trong chiến tranh. Ta làm những gì ta buộc phải làm và phải thực hiện điều đó thật nhanh, làm quân đối phương bất ngờ và choáng váng, di chuyển thật nhanh và nghiêm khắc tuân thủ điều đó. Chỉ trong 2 tuần, ông thắng 6 trận, bắt giữ hàng nghìn tù binh, phá tan quân đội Piemont từ phía sau. Một sĩ quan quân Piemont đã bực tức nói, quân Pháp đưa một thằng nhãi điên đến, tấn công từ mọi hướng, trái, phải và trực diện, cách đánh đó thật không thể nào chịu đựng được. Vào ngày 26 tháng 4, quân Piemont đầu hàng, Napoleon yêu cầu được cống vàng bạc và ban phát cho binh lính những đồng tiền đầu tiên họ thấy sau nhiều năm. Sau khi đánh bại quân Piemont, Napoleon tiếp tục đánh đuổi quân Áo tới vùng phía đông, nơi họ đang cố thủ và vẫn còn hoảng loạn trước chiến thuật lạ lùng của một vị tướng 26 tuổi. Khi quân Áo rút chạy, họ hy vọng tuyến phòng thủ kiên cố ở thị trấn Lodi, Italia, có thể ngăn Napoleon lại. Họ cố thủ ở một cây cầu gỗ hẹp với 14 khẩu đại bác và 3 trung đoàn. Napoleon chỉ huy quân đánh cảm tử ngay trên chiếc cầu. Thắng bại đều phụ thuộc vào lòng can đảm của binh lính Pháp. Napoleon giành được sự ngưỡng mộ của binh lính với những chiến thắng liên tục. Giờ là lúc cho thấy liệu ông có chiếm được cả lòng tin tuyệt đối của họ. Làm thế nào có thể truyền nghị lực để binh lính lao đầu vào một nơi như thế? Đó chính là sức cuốn hút của một thủ lĩnh tạo ra, và ông ấy được Chúa ban tặng món quà vô giá này. Napoleon là thiên tài truyền nhuệ khí cho binh lính. Chiến thắng luôn gây một ảnh hưởng lâu dài. Quân thắng càng nhiều thì càng khó để dừng mạch thắng đó lại. Khi quân Pháp đã chiếm quá nửa cây cầu, họ phải chịu một cơn bão lửa điên cuồng. Sau đó chỉ cần một đợt tấn công cuối cùng. Họ vượt qua được cầu, tiếng súng của quân Áo im bặt. Đó không phải là một chiến thắng hoàn hảo. Thực tế thì quân Áo đã chạy thoát. Nhưng Napoleon đã giành được lòng kính trọng và tuyệt đối trung thành từ binh lính của mình. Trận chiến ở Lodi đã cho Napoleon Bonaparte biết rằng ông là con người của định mệnh. Từ giờ phút đó, ông nói, ta nhìn thấy trước tương lai của mình. Ngay lúc đó ta thấy mặt đất không còn ở dưới chân mình nữa. Như thể ta được nhấc bổng lên trời cao. Ngày 1 tháng 5 năm 1796, Napoleon dẫn đạo quân chiến thắng tiến vào Milan.
Ông được người dân thành Milan tiếp đón như người hùng giải phóng dân tộc, vị tướng giải phóng họ, thoát khỏi ách thống trị của quân Áo. Napoleon tuyên bố, ta đến để phá bỏ xiềng xích nơi đây. Ta chỉ đối đầu với kẻ bạo chúa đã biến các ngươi thành nô lệ. Ông giờ không chỉ là một vị tướng, ông đã tự biến mình thành người đứng đầu của một chính quyền Italia đầy hứa hẹn. Với linh cảm sâu sắc về định mệnh của mình, ông quyết tâm theo đuổi vận mệnh hướng đến đỉnh cao quyền lực. Napoleon nói, vĩ nhân trở nên vĩ đại vì họ có khả năng điều khiển vận may. Những gì những kẻ tầm thường vẫn gọi là vận may chính là tố chất của thiên tài. Quân đội Áo mới được tăng cường lực lượng đang là mối đe dọa. Lúc này Bonaparte mở màn bằng một chiến dịch càn quét. Tiêu diệt hoàn toàn kẻ địch vào tháng 1 năm 1797 trong trận chiến 3 ngày ở Rivoli. Vùng đất cách Venice gần 100 km về phía đông. Chiến thắng ở Italia bắt đầu cho truyền thuyết về sự bất bại của Napoleon được khắc họa trong một loạt các bức họa nổi tiếng thời Roman. Bonaparte không chỉ là một người lính mà còn là một nhà độc tài chính trị khôn ngoan. Từ những thắng lợi đầu tiên, Bonaparte hiểu rằng chừng đó là chưa đủ cho sự vinh quang. Ông dùng tranh ảnh để chắc chắn rằng chiến công của ông ở Italia được phổ biến rộng rãi ở Pháp. Ông hiểu rằng những bức tranh đó là phương tiện cho sự tuyên truyền. Ông đặt vẽ các bức tranh sau mỗi chiến thắng. Quyết định đề tài, cách sắp đặt các nhân vật, thậm chí còn quy định luôn cả kích thước của khung tranh.